Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe chuyện Tiệm Cơm Chiền Hạnh Phúc của tác giả Tô Hương Lan Sắc. Chương 75. Ở trên lầu, trên chiếc giường xe sát cửa sổ đắp cái chăn nhỏ nặng nề ngủ một giờ, Nghĩa miên man cả người một lần nữa lên tinh thần. Xuống lầu, cô rửa một mâm trái cây ngồi ở cửa, một bên ăn một bên thổi hóng gió. Quả quýt nhỏ ngay từ đầu còn ghé vào đầu gối cô xin ăn, chờ Nghĩa miên man cho nó một miếng táo. Nó ăn xong liền không hề cảm thấy hứng thú, tự mình chạy đến một bên chơi. Giữa trưa bận rộn quá mệt mỏi, cô cũng chưa xem bình luận, trực tiếp đi lên lầu nghỉ ngơi. Lúc này nhớ tới, một tay ăn trái cây, một tay cầm lấy di động mở ra xem. HX7. Trong cuộc đời lần đầu biết được, nguyên lai cơm chiên cũng có thể ăn ngon như vậy. Chờ lần tới mẹ tôi đến thăm tôi, nhất định phải để bà ấy nếm thử. FXX0. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Bình thường ăn cơm luôn bị bạn bè trêu ghẹo tôi ăn như mèo. Tôi cũng vẫn luôn cảm thấy chính mình ăn uống rất ít. Thẳng đến hôm nay, giải quyết sạch sẽ một hộp cơm chiên đầy, tôi mới phát hiện nguyên lai là trước kia đồ ăn chưa đủ ngon. Hình ảnh 1XX3. À, nhìn thấy mình luận càng muốn ăn. Vì cái gì cửa hàng này ở thành phố A, chủ tiệm thành phố B cũng rất tốt. Muốn qua đây mở chi nhánh hay không? WXX1. Thành phố H cũng rất tốt, phong cảnh tuyệt đẹp, địa linh nhân kiệt, chủ tiệm muốn mở chi nhánh liền tới thành phố H đi. Nhìn video dâu tây quả thực quá thèm làm nước miếng của tôi chảy ào ào. PXX5. Muốn mở chi nhánh, khẳng định trước tiên phải suy xét đến thị trấn G cách vách. Chủ tiệm chỉ cần anh lại đây, tôi khẳng định mỗi ngày đều tới. Là XXSơn. Cái quỷ gì vậy? Như thế nào lại nhảy ra nhiều người ở khắp nơi như vậy? Thiền XX3. Phỏng chừng là từ Weibo qua. Bất quá nhóm người này cũng chỉ có thể nằm mơ. Chủ tiệm muốn mở chi nhánh cũng mở trong thành phố trước, sao có thể đi cái thành phố B, thành phố H gì đó. NXXX. Tôi ở Weibo nhìn đến bài viết, má ơi, cảm giác tiệm này muốn nổi tiếng rồi. Còn có người chủ trì mỹ thực phát sóng trực tiếp ăn cơm chiên lạt xưởng khoai tây. 5XX còn. Là phát sóng trực tiếp của dâu tây đi. Trời ạ, tôi đã ăn qua cơm chiên lạp xưởng khoai tây, nhìn đến phát sóng trực tiếp cũng thèm. Đừng nói những người xem khác, bất quá tôi thèm ít nhất còn có thể ăn, bọn họ mới thật sự là thảm. HXQ. Như thế nào tôi cảm giác anh rất vui sướng khi người ta gặp họa? 5XX còn. Ha ha ha, nào có, bất quá có chút cảm giác về sự ưu việt, nhưng đó là sự thật mà. Rốt cuộc bọn họ đều không ăn được, tôi có thể ăn mỗi ngày, đương nhiên cảm thấy là người dân thành phố A, chỉ số hạnh phúc đều tăng lên không ít. Nguyễn miên man xem xong bình luận, tò mò lên Weibo tìm tòi, quả nhiên nhìn đến rất nhiều bài viết liên quan tới cửa hàng nhà mình. Lúc nhìn đến đề tài cơm chiên cứu mạng, cô tức khắc hiểu rõ vì sao sáng sớm đã có khách hàng tìm đến cửa, vì sao sinh ý giữa trưa lại tốt như vậy. Nhìn thấy cư dân mạng bị hình ảnh cơm chiên nhà mình làm đến thèm ăn, kêu muốn ăn, Nguyễn miên man trong lòng ít nhiều có chút tự hào. Bất quá, chờ nhìn thấy có người nói muốn chạy đến thành phố A chỉ để ăn cơm chiên nhà mình, Nguyễn miên man có chút khó có thể tin. Cũng không phải cô đánh giá thấp tay nghề của mình, chỉ là cảm thấy chỉ là một chén cơm chiên mà thôi, hưng sư động chúng như vậy, đáng giá sao? Nguyễn miên man trong lòng nghĩ, Dư Quang bỗng nhiên nhìn đến mèo con từ trên cây đào không xa nhảy xuống, trong miệng giống như ngậm thứ gì. Lại đây! Nguyễn miên man mơ hồ đoán được là cái gì, hướng về phía quả quýt nhỏ hồ. Quả quýt nhỏ nghiêng đầu giấu mắt tỏ vẻ vô tội, chậm gì gì mà đi tới. Nó mới vừa tới gần, đã bị Nguyễn miên man nhéo cổ xách lên, dí cái trán nó giáo huấn. Trái cây rửa sạch em không ăn, quả đào bé xíu như vậy em cắn xuống làm gì? Từ trong cổ họng quả quýt nhỏ phát ra vài tiếng khoe mẽ, định đem quả đào trong miệng nhả ra cho cô. Nguyễn miên man lập tức đem nó thả trên mặt đất. Chị mới không cần, em có bản lĩnh hái xuống thì phải có bản lĩnh ăn hết. Quả quýt nhỏ đem quả đào trong miệng nhổ ra, dùng móng vuốt đẩy tới trước mặt cô. Meo. Nghĩa miên man đứng dậy rửa sạch tay, một lần nữa ngồi xuống từ mâm đựng trái cây cầm lên một quả anh đào, đưa vào trong miệng, nhìn nó nói. Em lợi hại như vậy, hái quả đào chưa chín xuống, vậy ăn một ngụm cho chị xem. Cũng không biết là quả quýt nhỏ thấy cô ăn anh đào mà học theo hay là nghe đã hiểu ý của cô. Thế nhưng thật sự cúi đầu gặm một miếng, giây phút tiếp theo liền híp mắt,
móng vuốt đem quả đào mang theo dấu răng bay ra xa. Nguyễn Mạn Mạn nhìn thấy cái biểu tình của nó, không khỏi cười khẽ ra tiếng, cảm thấy ai bảo nó nghịch ngợm đi hái quả đào, đáng đời. Mèo! Nghe thấy tiếng cô cười, mèo con bỗng nhiên đến cọ bên chân cô, ngửa bụng ra làm nũng. Nguyễn Mạn Mạn chịu không nổi mà cầm một miếng táo nhỏ, khom lưng đút cho nó. Giây tiếp theo tầm mắt bỗng dưng dừng trên bụng nó. Quả quýt nhỏ, có phải em lại béo lên không? Mèo! Quả quýt nhỏ cắn miếng táo ngửa đầu nhìn cô, trong miệng mơ hồ phát ra thanh âm, thấy nó giống như kháng nghị, Nguyễn Mạn Mạn vội trấn an. Được được, không béo, không béo. Lời tuy nói như vậy, cô trong lòng lại nghĩ, vì không để cho nó nhanh như vậy biến thành quả quýt lớn, sắp tới cô sẽ giảm bớt khẩu phần ăn của nó. Vài phút sau, chú Linh từ ngõ nhỏ tiến vào, nhìn thấy trên đất có quả đào xanh nằm lăn lóc, không khỏi nói. Ai ham ăn như vậy, cả quả đào xanh như vậy cũng hái. Nguyễn Mạn Mạn ngồi ở cửa nghe vậy, dùng cằm chỉ con mèo nằm bò trên mặt đất cách đó không xa. Không phải nằm ở kia sao? Mèo ăn đào sao? Biết được là chuyện tốt quả quýt nhỏ làm, chú Linh có chút dở khóc dở cười. Nguyễn Mạn Mạn lắc đầu nói, phỏng chừng là do hiếu kỳ thôi. Hai người hàn huyên hai câu, cùng nhau tiến vào trong tiệm, chuẩn bị cho buôn bán buổi chiều. Xem qua Weibo, Nguyễn Mạn Mạn đoán được buổi chiều khẳng định cũng rất bận. Chẳng những đem những thứ nên cắt đã cắt xong, thậm chí chuẩn bị xào chín những nguyên liệu nấu ăn cần nấu chín trước. Chú Linh ở bên cạnh, trước tiên đem túi bóng đóng gói rũ ra, đợi lát nữa đóng gói cho nhanh. Cô một bên bận rộn việc trên tay, một bên nhìn Nguyễn Mạn Mạn cắt rau trên bếp bếp, cảm thấy xem cô sát rau cũng là một loại hưởng thụ. Chờ các cô chuẩn bị, không xa biệt lắm, cách thời gian buôn bán chỉ còn vài phút. Nguyễn Mạn Mạn tính phần lạp xưởng còn lại, đại khái cũng có thể làm hơn 30 phần cơm chiên. Báo chú Linh đem thực đơn sửa lại một chút. Bắt đầu buôn bán, khách hàng tiến vào phát hiện cơm chiên lạp xưởng khoai tây hạn chế số lượng. Trong lòng kêu lên một tiếng, ngọa tào. Ngay sau đó nhanh chóng đi đặt đơn. 30 phần cơm chiên lạp xưởng khoai tây nhìn thì nhiều, một giây đã bị cướp sạch. Khách hàng đặt được thì âm thầm cao hứng, không được thì hối hận buổi trưa không đặt dư một phần. Ngay sau đó cũng chỉ đổi một loại cơm chiên khác. Mà có không ít khách hàng mới đến trong tiệm, vốn là xem dấu tây phát sóng trực tiếp hoặc video, vì cơm chiên lạp xưởng khoai tây mà tìm đến, phát hiện bán hết rồi. Có thể hình dung một chữ thất vọng. Bọn họ vốn dĩ chuẩn bị đi đến khu bình luận than hai câu, kết quả phát hiện khu bình luận đối với các loại cơm chiên khác đánh giá cũng rất cao. Nghĩ cũng nghĩ rồi, dứt khoát đặt một loại cơm chiên khác có vẻ hợp khẩu vị, cộng thêm canh tam tiên. Không có cơm chiên lạp xưởng khoai tây, nhóm khách hàng mới chọn nhiều nhất là cơm chiên Dương Châu. Đây cũng thật bình thường, rốt cuộc thời tiết đã nóng dần lên, cơm chiên đậu que thịt bằm cùng với cơm chiên dứa đều tương đối dễ ăn, mà cơm chiên Dương Châu ở trong các loại cơm chiên có danh tiếng nhất định. Cửa hàng quần áo nọ, đến giờ ăn cơm, cô nhân viên trong cửa hàng nghĩ mình buổi trưa ngóng trông đến buổi chiều, nhưng không mua được cơm chiên lạp xưởng khoai tây. Trong lòng có chút mất hứng, vẫn luôn than vãn cùng đồng nghiệp. Hôm nay nóng như vậy, cơm chiên có cái gì ngon, còn không bằng đi bên đường ăn chén mì lạnh. Đồng nghiệp thấy cô bởi vì một chén cơm mà lải nhải không ngừng, không khỏi nói. Đây chính là cơm chiên cứu mạng, hơn nữa cô không thấy à? Dầu tây phát sóng trực tiếp, ăn đến ngon lành, làm người xem muốn thèm chết. Cũng may, vừa lúc chúng ta ở thành phố A, người xem những nơi khác muốn ăn còn không được đâu. Chính là đáng tiếc không đặt được cơm chiên lạp xưởng khoai tây, hôm nay chỉ có thể nếm thử canh tam tiên trước. Thẳng đến khi nhân viên giao cơm, đem hộp cơm tới, cô lúc này mới không tiếp tục lải nhải. Các cô làm trong tiệm đều là thay phiên nhau ăn cơm. Lúc cô chờ cơm hộp, hai nhân viên khác trong cửa hàng đã ăn xong, hiện tại đang tiếp đón khách hàng. Bởi vì cơm chiên không phải là cơm chiên lạp xưởng khoai tây mà cô chờ mong, cho nên cô đem canh mở ra trước. Thật sự quá thơm! Vừa mở cái nắp ra, một cổ tiền vị xông vào mũi, cô bưng chén lên thổi thổi, nhẹ nhấp một ngụm, ngay sau đó hai mắt cong thành vầng trăng non. Trách không được dâu tây có thể một hơi uống xong một chén canh lớn như vậy, uống ngon thật. Canh còn có chút nóng, cô thổi nhấp mấy cái, cầm lấy chiếc đũa gắp lấy nguyên liệu nấu ăn bên trong lên ăn. Thịt nạc tươi mới hương hoạt, rau xanh thanh thúy ngon miệng, ngay cả nấm hương ngày thường cô không thích lắm, đều đặc biệt ngon. À, mỗi loại ăn một chút
Nhịn không được ở trong lòng hét lên, cảm thấy làm thế nào mà có thể nấu canh tam tiên ngon như vậy. Canh thơm thì thôi, nguyên liệu nấu ăn bên trong cũng ngon như vậy. Lúc cô bắt đầu ăn canh, mùi hương dần dần bay ra ngoài. Khách hàng vốn dĩ đang xem quần áo nhịn không được nhìn qua. Khụ, cái kia xin hỏi một chút. Khách hàng một câu còn chưa nói xong, một vị nhân viên nữ tóc ngắn mỉm cười đi lên. Xin hỏi tôi có thể giúp được cô việc gì? Khách hàng có chút ngượng ngùng cười một chút, sau đó nói. Tôi chính là muốn hỏi một chút, cô nhân viên kia đang ăn cái gì vậy? Ngửi thơm quá. Vốn dĩ cho rằng khách hàng muốn hỏi quần áo, nụ cười của nhân viên nữ tóc ngắn cứng lại trong một giây. Theo suy nghĩ khách hàng chính là thượng đế, gật đầu nói. Cô chờ một lát, tôi đi hỏi giúp cô. Nhân viên tóc ngắn nói, xoay người đi vào quầy. Viện viện, cô đặt cơm hộp nhà ai vậy? Viện viện vừa mới mở ra cơm chiên dứa ăn một ngụm, đang đắm chìm trong hồ cơm chiên. Suy nghĩ vì sao cơm chiên này cũng ăn ngon như vậy. Hiện tại cả đầu đều phập phành dứa, thịt, đậu hà lan, hình ảnh nguyên liệu nấu ăn, căn bản không nghe được đồng nghiệp hỏi chuyện. Thấy cô một lòng chỉ có cơm chiên trước mặt, bị mùi hương kích thích một chút, cô gái tóc ngắn nuốt ngụm nước miếng sau nói. Đừng ăn, ăn nữa lại từ viện viện thành viên viên, tôi đang hỏi cô đó. Cái gì cơ? Viện viện lúc này mới nhìn đến cô, một bên nhấm nuốt cơm chiên dứa trong miệng, chua chua ngọt ngọt, một bên hỏi. Khách hàng muốn biết cô đặt cơm hộp của nhà ai, tôi lại đây giúp khách hỏi một chút. Nói xong, cô đồng nghiệp nhịn không được nuốt nước miếng. Bằng không, cô đi ra ngoài ăn đi, trong tiệm không gian nhỏ, hương thơm của cô ở đây bay cả tiệm, cũng làm người ta quá thèm rồi. Tôi sợ khách hàng cũng không có tâm tình mua quần áo, chỉ tò mò cô ăn cái gì. Chính là tiệm lúc trước nói với cô đó, tiệm cơm chiên hạnh phúc. Mở giá áp bánh trôi cơm hộp trang đầu tiên là có thể nhìn thấy, thật sự đặc biệt ngon. Tôi vốn đang có chút hết vọng không mua được cơm chiên lạp xưởng khoai tây, hiện tại phát hiện cơm chiên dứa của nhà này cũng ăn ngon. Đã biết, cô không cần miêu tả lại. Có chút thèm, nhân viên tóc ngắn ngắt lại lời thao thao bất tuyệt miêu tả của cô, xoay người nói cho vị khách hàng kia. Vị khách hàng kia nghe xong nhân viên nữ tóc ngắn thuật lại, trực tiếp đem cái váy trong tay đưa qua để cô treo lên. Sau đó liền móc di động ra, bắt đầu mở app bánh trôi cơm hộp. Giống như viện viện, bởi vì cơm chiên lạp xưởng khoai tây bán hết, khách hàng không thể không đổi một loại cơm chiên khác. Chờ nếm đến hương vị cơm chiên, sự thất vọng trong lòng nháy mắt biến mất. Cả đầu chỉ còn lại hai chữ, ăn ngon. Khách hàng ăn tới vui vẻ, trong tiệm cơm chiên hạnh phúc, Nguyễn Miền Man cùng Chu Linh lại là vội đến không có thời gian uống nước miếng. Còn may là ít nhiều các cô trước đó đã đem nguyên liệu chuẩn bị xong, bằng không tuyệt đối lo liệu không hết mọi việc. Mà trước kia nhân viên giao cơm tới trong tiệm ngồi một lúc là có thể lấy được cơm, thời gian chờ đợi cũng bắt đầu dài hơn. Khách hàng lại thúc giục tôi. Có nhân viên giao cơm nói thầm một câu, vội vàng trả lời. À còng khách hàng, chủ tiệm còn chưa có bắt đầu làm đến đơn của ngài, ngài thúc giục tôi cũng vô dụng. À còng shipper, nhà này ra cơm hộp vẫn luôn rất nhanh. Anh nói thật, có phải anh ngửi cơm chiên quá thơm, chính mình ở trong tiệm ăn trước. Tục ngữ nói rất đúng. Có khổ không thể khổ đứa nhỏ, có đói không thể đói khách hàng. Anh cảm thấy anh làm như vậy có đúng không? À còng khách hàng, oan uổng à, tôi hôm nay thật sự không có ăn. À còng shipper, vậy chính là nói lúc trước thì anh có ăn. Hừ, trách không được có đôi khi xem trên bản đồ, rõ ràng đã đến cửa hàng từ lâu, nhưng lại mãi không thấy đưa đi. À còng khách hàng, xin lỗi, xin lỗi. À còng khách hàng, không đúng, địa chỉ này của anh là lần đầu tiên tôi đưa, kể cả lúc trước tôi không nhịn được ở trong tiệm ăn cơm chiên, cũng không quan hệ tới chuyện kia của anh đi. À còng shipper, hình như là vậy, ha ha ha. Ha ha ha, cái quỷ, khách hàng của tôi thật sự hư, thiếu chút nữa bị lừa. Nghĩ đến chính mình còn cùng hắn xin lỗi, nhân viên giao cơm nói thầm. À còng shipper, nếu anh không ăn, hôm nay như thế nào lại chậm như vậy? Tôi thấy không phải anh đã sớm đến cửa hàng sao? À còng khách hàng, không có biện pháp, hôm nay sinh ý trong tiệm thật quá tốt, chủ tiệm có chút bận rộn. Trấn an xong khách hàng, vị nhân viên giao cơm nhịn không được cùng đồng nghiệp bên cạnh lải nhải. Đây khẳng định là khách hàng quen, lúc trước trong tiệm cơm ra sát thật tương đối nhanh, thường xuyên còn làm xong trước tôi tới. Bất quá tôi xem sinh ý trong tiệm, về sau sợ là không được tốt như vậy nữa. Đồng nghiệp nghe hắn lải nhải nói.
Khách hàng kia còn oan uổng tôi, nói tôi ở trong tiệm ăn trước mới không đưa cơm cho hắn. Thật là, sớm biết rằng sẽ trở lâu như vậy, tôi liền thật sự đặt một phần, sau đó gửi hình ảnh qua cho thèm chết hắn. Sau đó hắn thu hoạch một chậu nước miếng, anh thu hoạch một cái một sao. Một vị nhân viên giao cơm bên cạnh nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, hà hà cười sau trên và nói: có lẽ sẽ có thêm một cái khiếu nại nữa, lý do khiếu nại chính là bỏ đói khách hàng. Chương 76. Nghĩa miền màn nghe từ trong tiệm truyền đến thanh âm nói chuyện phiếm náo nhiệt, không cần nhìn đều biết, tất nhiên có không ít nhân viên giao cơm đang chờ ở bên ngoài. Cô đem lửa vặn lớn hơn chút, đẩy nhanh tốc độ xào nấu, đem hai nồi cơm chiên trong tay múc ra. Vì tiết kiệm thời gian, cơm chiên hiện tại đều là trực tiếp cho vào hai cái chậu lớn bên cạnh. Chu Linh sẽ múc vào hộp cơm, mà cô lại tiếp tục làm nồi cơm chiên tiếp theo. Ở trong chậu là cơm chiên dứa cùng cơm chiên dương châu, thoạt nhìn lại xinh đẹp lại thơm. Nếu là khách hàng thích cơm chiên thấy hai chậu này, sợ là hạnh phúc đến mức hận không thể trực tiếp đem đầu vùi vào. Chu Linh mỗi ngày đều có thể ăn đến mấy món cơm chiên, lúc đóng gói cơm hộp vẫn là cảm thấy thơm đến không chịu được. May mà định lực của cô cũng không tệ lắm, nếu là đổi thành người định lực không tốt, sợ là múc cơm nên trực tiếp nhón vào trong miệng. Đem hai chậu cơm chiên toàn bộ gói xong, Chu Linh dựa theo đơn hàng đưa ra cho nhân viên giao cơm tương ứng, thuận tay thu đi chén đĩa trên bàn phía ngoài. Rất nhanh tới 8 giờ, nhân viên giao cơm lui tới tiệm cơm chiên Hạnh Phúc vẫn như cũ, chỉ nhiều không ít. 8 giờ hơn, Tư Cảnh Lâm đi vào trong tiệm, liền nhìn đến một cảnh tượng náo nhiệt. Mấy ngày hôm trước anh có hơi bận, hôm nay giải quyết xong công việc có thời gian rảnh, vốn dĩ chuẩn bị để trợ lý Tôn đặt cơm hộp, lại nghe thấy trợ lý Tôn thuận miệng nói một câu: tiệm cơm chiên Hạnh Phúc trở nên nổi tiếng trên mạng. Tư Cảnh Lâm hơi hiểu một chút, nghĩ đến kế tiếp cũng không có việc gì, dứt khoát tự mình lại đây một chuyến. Tư tiên sinh, Chu Linh lại lần nữa cầm cơm hộp đi ra, ngẩng đầu liền nhìn thấy anh tiến vào. Tư Cảnh Lâm hơi hơi gật đầu đáp, đi thẳng vào phòng bếp. Chị ăn cơm chiều trước đi, em hiện tại không đói bụng. Nghĩa miền màn nghe được tiếng bước chân, theo bản năng nghĩ là Chu Linh vào. Tư Cảnh Lâm nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống. Em còn chưa ăn cơm chiều. Tuy rằng chính anh cũng chưa ăn, nhưng đó là do thời gian ăn tối của anh tương đối trễ. Nhớ rõ lúc trước đều là 4-5 giờ cô đã ăn bữa tối. Ngữ khí Tư Cảnh Lâm tỏ vẻ không tán đồng. Anh Cảnh Lâm! Nghĩa miền màn nghe được giọng nói này, kinh ngạc quay đầu lại. Thấy thật đúng là anh tới, theo bản năng nở nụ cười. Hôm nay có chút vội nên còn chưa có ăn, bất quá cơm trưa em ăn lúc hơn 2 giờ chiều, hiện tại còn không đói. Nhìn đến biểu tình trên mặt anh, Nghĩa miền màn giải thích một câu, quay đầu tiếp tục chiên cơm. Đối mặt với nồi cơm chiên cô liền không nói, chờ đem cơm xào xong vào chậu, cô mới xoay người nói. Anh Cảnh Lâm chưa ăn tối sao, có muốn ăn cái gì không? Tư Cảnh Lâm không trả lời, đem tay áo cuốn lên hỏi. Anh có thể giúp gì không? Nghĩa miền màn chớp hai cái mắt, theo bản năng định cự tuyệt. Bất quá thấy ngữ khí của anh rất nghiêm túc, cuối cùng xoay người cầm lấy một bộ chén muỗng, dùng nước ấm tráng qua, từ nồi múc ra một chén canh đưa tới. Vậy anh giúp em nếm thử cái này đi, canh vịt hầm xem thế nào. Vịt là do thân thích của bà Vương ở nông thôn tặng cho, bà Vương chặt nửa con đưa cho cô. Cô trực tiếp lấy nồi điện ra hầm. Vốn là chuẩn bị cho bữa tối của mình cùng Chu Linh, kết quả sinh ý bận rộn, căn bản không có thời gian ăn. Tư Cảnh Lâm liếc nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn là duỗi tay tiếp nhận. Bên kia có ghế. Nghĩa miền màn chỉ vào vị trí góc trong có thể ngồi xuống ăn, xoay người tiếp tục bận rộn. Tư Cảnh Lâm theo phương hướng cô chỉ mà ngồi xuống, dùng cái muỗng nhẹ đảo hai cái. Dưới ánh đèn, chén sứ làm canh sáng tỏ hương thuần, thoạt nhìn cũng không làm người ta có cảm giác dầu mỡ. Dưới đáy chén có một ít thịt vịt táo đỏ cầu kỳ. Theo cái muỗng quấy lên, nhiệt khí cùng hương khí đồng thời bay lên, làm người ta ngửi được thập phần muốn ăn. Nghĩa miền mà lại lần nữa làm xong hai nồi cơm mới hỏi anh, hương vị như thế nào? Hàm đạm thích hợp, canh tiền mỹ vị, thịt vịt tô lạng tiền thuần, hương vị rất tốt. Xem đánh giá, Tư Cảnh Lâm hiển nhiên thực vừa lòng. Nghĩa miền màn hướng từ trong chén nhìn lướt qua, thấy đã hết hơn phân nửa chén, suy đoán anh đại khái cũng chưa ăn tối. Không bằng em dùng canh này làm cho anh chén mì. Cô đề nghị nói. Không cần,
Cô bận như vậy, không giúp được gì thì thôi, Tư Cảnh Lâm cũng không muốn lại tạo thêm phiền toái. Uống xong canh, anh đem chén đặt trong bồn rửa bát, hỏi cô có cần hỗ trợ chuyện gì không. Nghĩa miên man tưởng tượng không tới hình ảnh anh làm mấy việc vặt trong bếp, đang nghĩ cách từ chối, bỗng nhiên nhớ tới. À, em quên cho quả quýt nhỏ ăn, bằng không anh giúp em một chút. Được, thức ăn cho mèo ở đâu? Ở ngăn tủ tầng thứ 2 trong nhà kho. Cô nói xong, Tư Cảnh Lâm từ phòng bếp đi ra ngoài, ở phòng khô tìm được thức ăn cho mèo, đi vào góc nhà, hướng chậu cơm đổ ra nửa chậu. Đổ xong thức ăn cho mèo, anh thấy con mèo kia còn không biết lại đây ăn cơm. Quay đầu ở trong tiệm quét một vòng, liền nhìn thấy nó đang đứng ở một cây ghế, nhìn chăm chăm vào nhân viên giao cơm, đang ăn cơm. Lại đây ăn cơm. Tư Cảnh Lâm liếc nó. Quả quýt nhỏ đối với lời anh nói hoàn toàn không phản ứng, giống như không phải đang gọi nó. Ngược lại là nhân viên giao cơm trong tiệm, đặc biệt là nhân viên giao cơm đang ngồi cạnh quả quýt nhỏ. Dưới khí thế của người đàn ông xa lạ, dù đối phương không phải là nhầm vào chính mình, vẫn là có chút không thoải mái. Kêu mày đi ăn cơm kìa, mau đi đi. Cuối cùng, có nhân viên giao cơm nhịn không được, đẩy mèo con nhỏ giọng nói một câu, ý bảo nó mau đi ăn cơm, làm cho đối phương thu hồi tầm mắt. Quả quýt nhỏ hơi hơi quay đầu, lúc này mới phát hiện chậu cơm của mình có cái gì. Nó theo bản năng nhảy xuống ghế dựa, nhảy lên mấy cái đi tới trước chậu cơm. Nhưng mà, chưa phát hiện trong chậu là thức ăn mèo, tức khắc nó liền cảm thấy không quá hứng thú, dùng móng vuốt ở trong chậu lay hai cái, mới vươn đầu lưỡi liếm một ngụm. Thấy nó ăn một miếng trong miệng, lại gầy vài viên ra mặt đất, còn dùng móng vuốt hướng chậu cơm đầy đầy. Tứ Cảnh Lâm trong mắt tràn đầy sự không đồng ý. Ngoan ngoãn ăn cơm. Ngữ khí anh lộ ra vài phần nghiêm khắc. Có lẽ là do khí thế, khi anh vào cửa cùng từ trong bếp ra tới, nhân viên giao cơm trong tiệm theo bản năng an tĩnh lại, mà dù nói chuyện cũng đều đè thấp thanh âm. Lúc này khi anh nói chuyện, thanh âm liền đặc biệt rõ ràng, trong phòng bếp Nguyễn Miên Man đều mơ hồ nghe được, không khỏi nói. Quả quýt nhỏ lại không chịu ăn thức ăn cho mèo sao? Trong ngăn tủ còn có cá khô cùng thịt khô, có thể bẻ vụn trộn vào cho nó đó ạ. Được. Tư Cảnh Lâm lên tiếng. Thấy mèo con nghe được cá khô, thịt khô, lỗ tai dựng thẳng lên, cũng không tiếp tục ăn thức ăn cho mèo nữa, cảm thấy không thể nuông chiều nó quá. Mày ăn xong thức ăn trong chậu trước đi. Anh dùng tứ thức ăn cho mèo đẩy nó một cái. Mèo. 9:30, rốt cuộc đóng cửa, Nghĩa Mèn Man rửa sạch tay cùng mặt từ phòng bếp ra ngoài, liền thấy Tư Cảnh Lâm ngồi ở cái ghế ven tường, mà trước mặt anh, quả quýt nhỏ một hồi chạm, một hồi ngồi xổm mà hướng anh kêu không ngừng. Quả quýt nhỏ ở trước mặt cô từ trước đến nay thật sự rất ngoan, Nghĩa Miên Man thưởng thức bộ dáng hung hãn của nó một hồi mới mở miệng nói. Quả quýt nhỏ em đang làm gì vậy? Nghe được thanh âm của cô, quả quýt nhỏ lập tức chạy tới, ngửa đầu kêu lên. Mèo, mèo. Nhìn đến bộ dáng này của nó cực kỳ giống như đang cáo trạng, Nghĩa Miên Man có chút buồn cười, không khỏi nhìn về phía Tư Cảnh Lâm. Nó đây là làm sao vậy? Chưa cho nó thêm cá khô, vẫn luôn ngoan cố không chịu ăn cơm. Tư Cảnh Lâm nói xong, giơ tay nhìn xuống, phát hiện nó còn rất có năng lực, thế nhưng ngoan cố lâu như vậy. Cho nên, anh vì chuyện này mà giằng co cùng nó lâu như vậy. Nghĩa Miên Man nghĩ đến hình ảnh đó có chút buồn cười. Chờ thấy anh đột nhiên nhìn qua, Nghĩa Miên Man lại vội thu liễm ý cười. Ngày thường cũng không phải mỗi ngày đều trộn lẫn cá khô, chỉ là lúc hơi bận không rảnh nhìn chằm chằm nó ăn, nó mới như vậy. Nói xong, Nghĩa Miên Man ngồi xổm xuống, nhẹ nắm cái mặt béo của mèo con. Không được náo loạn, mau đi ăn hết thức ăn cho mèo, bằng không về sau đều không có cá khô ăn. Quả quýt nhỏ cọ vào tay cô từ trong cổ họng phát ra vài tiếng mềm mại, ngoan ngoãn đi về phía trước chậu cơm, cúi đầu ăn. Nghĩa Miên Man nhìn chằm chằm nó một lát, xoay người đi vào bếp. Không bao lâu liền cùng Chu Linh dùng khay bưng mấy chén mì dùng canh vịt hầm nấu cùng hai đĩa đồ xào, gọi Tư Cảnh Lâm lại đây cùng nhau ăn. Lúc này tất cả mọi người đều đã đói bụng, trừ bỏ Chu Linh vừa mới ăn khen hai câu mì nước dùng thật thơm, kế tiếp trên bàn đều thực an tĩnh. Ăn xong, Chu Linh đem chén đũa thu thập tốt đi vào bên trong rửa. Tư Cảnh Lâm nhìn về phía người đối diện hỏi, kế tiếp em có tính toán gì không? Dạ. Nghĩa Miên Man không biết anh đang nói đến chuyện gì, phát ra thành âm nghi hoặc.
Trong tiệm sinh ý hẳn là sẽ càng ngày càng tốt, em có suy xét định làm lớn không? Nghĩa miên man theo bản năng lắc đầu. Tư Cảnh Lâm cũng không hỏi thêm, chỉ nói: một khi đã như vậy, trong cửa hàng cần thay đổi một chút, nếu không chỉ dựa vào hai người, hẳn là lo liệu không hết việc. Đúng vậy, Nguyễn Miền Man tán đồng gật đầu. Hai ngày này các cô đã vội đến mức quay vòng vòng, hôm nay đến thời gian ăn cơm đều không có. Nếu mỗi ngày đều như thế, các cô cũng không thể kiên trì thời gian dài. Nguyễn Miền Man nhìn về phía anh nói: nhưng là muốn sửa như thế nào? Tính toán trước, một ngày em nấu tốt bằng tốc độ bình thường thì làm được bao nhiêu suất, sau đó giới hạn số lượng các món trong thực đơn, bán xong liền dừng. Tư Cảnh Lâm nói xong bổ sung một câu: giá cả cũng có thể tăng một chút. Nghĩa miền màn ngượng ngùng tùy tiện tăng giá, chỉ nói chờ ra món mới lại nói. Đối với cái này, Tư Cảnh Lâm thật ra cũng không khuyên cái gì. Rốt cuộc lấy tay nghề của cô, chờ cửa hàng thay đổi, khách hàng không mua được tự nhiên sẽ chủ động thúc giục cô mở rộng. Đơn giản cùng cô thương lượng thực đơn một chút, chờ Chu Linh rời đi, Tư Cảnh Lâm cũng theo sau tạm biệt. Chờ anh đi rồi, Nghĩa miên man mới phát hiện lần này anh lại mang theo không ít trái cây cùng đồ ăn vặt lại đây. Thời gian đã không còn sớm, rửa mặt xong Nguyễn Miên Man liền lên lầu, tiếp tục suy nghĩ một hồi thực đơn muốn thay đổi như thế nào, bắt đầu xem bình luận. YXN tìm theo đề tài trên Weibo, kết quả trong tiệm cơm chiên lạp xưởng khoai tây thế nhưng bán hết rồi, chỉ có thể chắp vá đặt một phần cơm chiên đậu que thịt bằm. Trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng sẽ ăn ngon như vậy. Đậu que ngâm sảng giòn cùng với thịt băm xào ra cơm, thoải mái thanh tân lại khai vị, bất chi bất giác liền ăn hết một chén. FII, nhà này cơm chiên dứa ăn cũng ngon á, trước nay không ăn qua cơm chiên dứa ngon như thế, không nghĩ tới công hộp còn có cửa hàng đỉnh như vậy, tôi thế nhưng hiện tại mới biết được, thật quá là đáng tiếc. AXP, cửa hàng này không riêng cơm chiên ăn ngon, canh cũng siêu cấp ngon, ngay cả món phổ thông đậu phộng rang đều thơm đến phát khóc. Tôi xem bình luận nói, trong tiệm phía trước còn có bán cá viên, bánh rau dại, thanh đoàn linh tinh. Xem miêu tả tôi cũng rất muốn ăn, chủ tiệm khi nào lại bán vậy? WXX1, thèm chết tôi sao lại hèn như vậy? Rõ ràng ăn không được còn muốn chạy tới chịu tội à? PXX5, quyết định, mùng 5 tháng 1 năm nay liền đi thành phố A chơi, sau đó đặt cơm chiên trong tiệm ăn một lần. LXX3, chính là tới mùng 1 tháng 5 cũng còn lâu, tôi hiện tại liền muốn ăn ngay. Nếu là có thể chuyển phát nhanh lại đây thì thật tốt. AXN, ha ha ha, hoan nghênh mọi người tới thành phố A chơi. Chúng ta nơi này có rất nhiều món ngon, chỗ vui chơi. OXX6, không, tôi không chào đón, bởi vì ua tới một đống khách hàng mới. Hôm nay cơm chiên lạp xưởng khoái tây đều bị cướp sạch, tôi còn chưa có ăn đủ đâu. Hiện tại thế nhưng còn có người ngoài tỉnh muốn lại đây tranh đoạt. Nghĩa miền màn xem xong bình luận, nghĩ đến ngày mai phải điều chỉnh toàn bộ thực đơn số lượng có hạn, bỗng nhiên có chút chột dạ. Bất quá cũng không còn biện pháp nào khác, cô một người một đôi tay, nếu không làm như vậy, thời gian dài thật sự chịu không nổi. Cô rời khỏi khu bình luận, quay đầu nhìn thoáng qua tiền lời hôm nay. Lúc nhìn tiền lời thế nhưng vừa sắp qua 5.000 đồng, cô trước kinh sau hỉ. Đây là chỉ trên app, nếu tính cả bán trực tiếp trong cửa hàng, hôm nay tiền lời chắc chắn hơn 5.000 đồng. Bất quá cẩn thận tính một chút, tiền lời như vậy cũng là bình thường. Rốt cuộc hôm nay cơm chiên bán ly cũng hơn 400 phần, mà mỗi phần cơm chiên trừ đi chi phí quản lý app, lợi nhuận cũng vẫn thực khả quan. Hơn nữa canh đậu phộng, gạo nếp rót chẳng hèo cũng bán được không ít. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.